Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đều được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri nhân dân cả nước cùng theo dõi. Cử tri đánh giá, các bộ trưởng, trưởng ngành không trả lời chung chung mà đã nêu giải pháp cụ thể, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề được chất vấn. Cử tri kỳ vọng sau các phiên chất vấn, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ rốt ráo chỉ đạo, điều hành để sớm tháo gỡ những tồn tại vướng mắc từ cuộc sống đã được nêu tại nghị trường. Thiếu nước sinh hoạt, khô hạn, ngập mặn và mất mùa như vậy thì rất là mong muốn là chúng ta phải có một cái biện pháp nào đó để khắc phục tình trạng này. Chọn 4 nhóm vấn đề này thực sự là những cái lựa chọn đúng và những cái vấn đề hết sức là hot, rất là nóng trong cái giai đoạn hiện nay. Chính vì thế nên là cái việc mà các bộ trưởng và trưởng ngành giải đáp được hết các cái vấn đề đưa ra được thảo luận lần này thì không chỉ giúp cho những cái vấn đề đó có thể được giải quyết, nhận được cái sự yên tâm từ phía cử tri, mà trên cái cơ sở này thì chúng ta giải quyết các cái vấn đề này một cách rốt ráo hơn, tạo điều kiện, tạo động lực cho chúng ta phát triển bền vững đất nước. Một điểm nhấn mới của kỳ họp này là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn kiểm toán nhà nước. Đại biểu Quốc hội đánh giá điều này thể hiện sự đổi mới trong việc nâng cao trách nhiệm của những cơ quan, không chỉ là các cơ quan thực thi pháp luật, mà kể cả những cơ quan kiểm soát quá trình các đơn vị thực thi pháp luật.